chào các bạn. Tiểu sử diễn viên hài Kiều Oanh. Kiều Oanh tên thật là Nguyễn Kiều Oanh, sinh năm 1974, là một nữ diễn viên hài, kiêm diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Việt Nam. Cô có lối diễn xuất đặc trưng Nam Bộ qua các tiểu phẩm hóm hình và nhiều ý nghĩa. Từ nhỏ, cô đã được đào tạo để trở thành diễn viên cải lương, nhưng cô lại gắn bó với kịch nói. Cô từng tham gia các vở kịch trên sân khấu kịch Sài Gòn như Lặng lẽ khóc cười, Em lấy chồng xứ lạ, Vàng ơi là vàng, Bến đục bến trong. Ngoài ra, cô cũng từng tham gia trong các bộ phim như Đất phương Nam, Những nẻo đường phù sa, Giá từ di vãng, Chuyện ông thần nước. Kiều Oanh quê ở thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Kiều Oanh mê cải lương từ thuở nhỏ, mê tới mức có bài ca nào ngọt ngào, có vợ tuồng nào hay là Kiều Oanh tìm lại và nghe cho thuộc. Nghe giết tới mức đưa một đoạn lời, Kiều Oanh chỉ nhìn qua là có thể ca được liền. Vì thế, dù không được học hành bài bản, nhưng khi vào thi vào trường nghệ thuật sân khấu 2, Kiều Oanh vẫn trúng tuyển với đoạn trích một lớp vòng cổ. Năm 18 tuổi, Kiều Oanh rời miền quê Châu Đốc lên Sài Gòn để thi vào khoa cải lương trường nghệ thuật sân khấu 2, nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. 4 năm sinh viên, Kiều Oanh đã kịp đem về cho trường tấm huy chương vàng trong liên hoan sân khấu toàn quốc năm 1995 cùng danh hiệu diễn viên trẻ tài năng. Tốt nghiệp thủ khoa, Kiều Oanh được nhận vào đoàn cải lương Sài Gòn 3, nhưng cải lương vào thời thoái trào, dạp hát đóng cửa, diễn viên thì tan mạn mọi nơi. May mắn là vào đạo diễn đã nhìn thấy tài diễn xuất của Kiều Oanh nên mời cô tham gia một số vở kịch truyền hình. Những vở diễn Một thời oan nghiệt, Khát vọng đã giúp cho tên tuổi Kiều Oanh dần đi vào lòng người yêu kịch. Khi Kiều Oanh tham gia vào nhóm hài Hữu Nghĩa, người ta được biết thêm một Kiều Oanh với lối diễn hài tương tự, độc và rất lắng khác biệt. Dù đi diễn khá nhiều, khán giả biết tới Kiều Oanh cũng khá nhiều, nhưng phải tới khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình Đất phương Nam, cái tên Kiều Oanh mới vụt sáng. Một cô đào hát tài sắc vẹn toàn, nhưng đoạn mệnh là nét chấm hết chấm phá cho bộ phim, tạo nên sự phong phú cho các tuyến nhân vật và phản ánh rõ nét hơn về thân phận những người cùng khổ. Khi bước vào tuổi thanh thiếu niên, cô đã tham gia rất nhiều và hài vui nhộn, mặc dù trước đây cô từng được đào tạo thành nghệ sĩ cải lương. Hai bạn diễn ra hát hài ăn ý với Kiều Oanh là Tấn Bèo và Bảo Trung. Vào những năm 2000, Kiều Oanh tham gia nhóm hài Hữu Nghĩa được nhiều khán giả yêu thích qua những tiểu phẩm hài duyên dáng và nhiều ý nghĩa nhân văn. Năm 2003, Kiều Oanh sang Mỹ hoạt động nghệ thuật và làm việc với Trung tâm Thúy Nga. Mà đến tháng 4 năm 2006, cô có trở về quê nhà tại Việt Nam và thực hiện live show để tri ân khán giả trong nước. Năm 2007, Kiều Oanh kết hôn với nghệ sĩ Lê Huỳnh, một nghệ sĩ hài của Trung tâm Vân Sơn và định cư tại Mỹ. Từ khi kết hôn với Lê Huỳnh thì Kiều Oanh đã theo anh qua Trung tâm Vân Sơn để trình diễn cùng anh. Hai vợ chồng họ diễn ăn ý không kém gì Kiều Oanh diễn với Tấn Bèo và Bảo Trung hồi còn ở Việt Nam. Năm 2008, hai vợ chồng Kiều Oanh đã sinh một đứa con gái và đặt tên là Wesley Huỳnh, tên tiếng Việt là Huỳnh Nguyễn Yến Khang. Nhưng đến năm 2013, thì hai vợ chồng Kiều Oanh Lê Huỳnh đã ly hôn. Cuộc chia tay bất ngờ này khiến cho nhiều khán giả ngạc nhiên. Hiện tại, Kiều Oanh đã lập gia đình với nghệ sĩ cải lương, diễn viên điện ảnh Hoàng Nhất. Hiện nay, Kiều Oanh xuất hiện khá nhiều trong các game show truyền hình trong nước như Danh hài đất Việt, Hoán đổi, Săn đấu danh hài, Cặp đôi hài hước và nhiều bộ phim điện ảnh ăn khách. Các tiết mục biểu diễn trên sân khấu Hải ngoại của Trung tâm Thúy Nga, Trúng số độc đắc, Tình quê, Việt Nam Miss Idol, Nỗi oan thì màu, Người ở thời hiện đại, Chồng chúa vợ tôi, Trung tâm Asian, Cầu vừa đủ xài, Bói quẻ đầu năm, Hoàn cảnh táo quân, Trung tâm Vân Sơn, Thầy bói trúng số, Home Miss USA, Ấy ơi là ấy, Người khách lạ, Nhị kiều tướng quân, Hai mặt cuộc đời, Ứng xử, Người đẹp trong anh, Lương Sơn Bá, Chúc anh đài, Ngày anh về, Thằng bờm, Ngày sinh nhật, Chuyện tình vào hạ, Cặp đôi hoàn cảnh, Hoa hậu miệt vườn, Tình đội chiều, Còn nợ em khúc dân ca. Các tiểu phẩm hài ở Việt Nam: Chuyện tình Tây Thi, Cái dậu mồng tơi, Tình nghĩa làng xóm, Ok mình chia tay, Huynh đệ thời A Còng, Tiểu lý phi đào, Dịch vụ thuê chồng, Dịch vụ chửi mướn, MC tranh tài, Số đỏ, Ăn mày tìm con,
Chỉ tại nhiều chuyện đi tìm hạnh phúc, năm chàng kép già, thám tử nhà quê, vận xui, giả chết, tài tử Hồng Kông suýt chút nữa là thằng vô duyên leo thuốc độc, kén chồng dạy con hàng xóm, ma men, lô tô Hồ Quảng, long lê đường, vụ án thế kỷ, sinh nghề tự nghiệp, mê siêu cầu thủ, những người sành điệu, gái nhảy, đôi dòng kỳ lạ, bà ngoại thời A Còng, hay sống chân thật, và tôi là tơ rằng, chuyện tình lan và điệp, ngày của mẹ, đi chơi lô tô, ngày sinh nhật, tình cha duyên con, ma men hồi ngộ thần bài. Các tác phẩm kịch trên sân khấu, ngày của mẹ, lặng lẽ khóc cười, em lấy chồng xứ lạ, vàng ơi là vàng, bến đục bến trong, và tôi là tơ rằng, hạnh phúc bất ngờ, chồng ơi đừng khóc. Các chương trình truyền hình mà đã tham gia: Tài Tiếu Tuyệt năm 2014, Chết Cười năm 2015, Hoán Đổi Cùng Nhau Tỏa Sáng năm 2016, Trời Sinh Một Cặp, Sàn Đấu Danh Hài, Cặp Đôi Hài Hước, Kỳ Tài Lộ Diện, Quyền Lực Ghê Nóng năm 2017, Cười Xuyên Việt năm 2018. Các bộ phim điện ảnh mà cô đã tham gia: Cô Tích Việt Nam, Đất Phương Nam, Những Nẻo Đường Phù Sa, Giã Tử Di Vãng, Chuyện Ông Thần Nước, Bay Vào Cõi Mộng, Mộng Ước Vẫn Còn Đầy, Mà Dài, Táo Quân Ở Trọ, Mắt Nài, Khúc Nam Ai, Có Căn Nhà Nằm, Nghe Mưa Nắng, Sứ Mạng Sinh Tử. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.